sáng tươi về đây. Trời bình minh ngàn chim lưu lo vườn cây, ngày trần gian vui đón Đức Phật từ tôn, trong nắng mai huy hoàng mừng ngày đàn sinh. Ngày rằm tháng tư chúng ta mừng vui, mừng hào quang bừng soi sáng nơi ngàn phương. Mừng trần gian u tối không còn đau thương, bao chúng sinh vui mừng ngày rằm tháng tư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đà. Hào quang đã sáng soi về muôn lối biên khơi, ngàn trùng dương lửa trôi niềm tin khắp nơi. Nam mô chúng con kính xin lạy Ngài. Nam mô chúng con kính xin nguyện cầu, cầu cho muôn chúng sinh đời thôi hết khổ đau, và từ đây sống trong ánh sáng đạo vàng. Ngày rằm tháng tư sáng tươi về đây, trời bình minh ngàn chim lưu lo vườn cây. Ngày trần gian vui đón Đức Phật từ tôn, trong nắng mai huy hoàng mừng ngày đàn xuyên. Ngày rằm tháng tư chúng ta mừng vui, mừng hào quang bừng soi sáng nơi ngàn phương. Mừng trần gian u tối không còn đau thương, bao chúng sinh vui mừng ngày rằm tháng tư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đà. Hào quang đã sáng soi về muôn lối biên khơi, ngàn trùng dương lướt trôi niềm tin khắp nơi. Nam mô chúng con kính xin lạy Ngài. Nam mô chúng con kính xin nguyện cầu, cầu cho muôn chúng sinh đời thôi hết khổ đau, và từ đây sống trong ánh sáng đạo vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đà. Hào quang đã sáng soi về muôn lối biên khơi, ngàn trùng dương lướt trôi niềm tin khắp nơi. Nam mô chúng con kính xin lạy Ngài. Nam mô chúng con kính xin nguyện cầu, cầu cho muôn chúng sinh đời thôi hết khổ đau, và từ đây sống trong ánh sáng đạo vàng. Cầu cho muôn chúng sinh đời thôi hết khổ đau, và từ đây sống trong ánh sáng đạo vàng. Cầu cho muôn chúng sinh đời thôi hết khổ đau, và từ đây sống trong ánh sáng đạo vàng. Vào một ngày nhân gian ngân hoàng đón Thái tử Si Đạt Ta giáng thế. Vào một ngày muôn hoa ngã thương gần vang thiên nhạc chào mừng Thế Tôn. Chư tiên mười phương quay về đây kinh tay, hỏi lâm tỳ ni khu vườn linh hoa sen. Cả bầu trời đêm nay chung vui đón ánh sáng đại quang minh giáng thế. Qua chân ái trên đời sen bay bước, đi gieo tư tâm cho người thương nên nhau. Chúc mừng chúc mừng
được tình thương và lý vô thường. Vào một ngày nhân sáng hân hoan đón Thái tử Si Đạt Ta giáng thế, vào một ngày muôn hoa ngã hương gần vang thiên nhạc chào mừng Thế Tôn, chư thiên mười phương quay về đây kinh bái. Ôi lắm tỳ ni khu vườn hót sen, cả bầu trời đêm nay chung vui đón ánh sáng đại quang minh. Chân ai trên đời sẽ bay bước đi gieo tư tâm cho người thương mến nhau. Chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc mừng những ai nghe được chân pháp, chúc mừng những loài có đấng từ bi, chúc mừng chúng sanh quay về tam bảo hiểu được tình thương và lý vô thường. Thương thơm mười phương thành ca tỳ là đây, gió reo vui trời bừng sáng, người người hân hoan loan tin vui tất đạt đa thái tử ra đời. Ánh sáng Như Lai diệt tham sân si, sáng soi đạo vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin lạy người. Đạo vàng hương từ bi đem đến cho mọi người, xóa tan đi ưu phiền sống vui trong lục hoa. Lòng con nguyện tình tân quyết đi theo đường chân lý, dù gặp bao uy nan oan khiên vững lòng tin dưới bóng trở lành. Tiếng chuông ngân vang thành tâm chúng con cuối xin lạy người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin quỳ kính. We'll be right back.
sang ấm êm, từ trôi ngai vàng làm vua thế gian. Tình thế như đâu xa, tìm vui trong băng xa. Người ra đi xa không lời từ giá. Rồi bao năm dài phóng sương nắng mưa, rừng sâu miệt mài thành tâm tiến tu. Và đêm trăng thành đó bừng lên bao chân lý, ngàn muôn năm sau vẫn soi sáng đời. Ca ngợi Đấng Thế Tôn, ca ngợi Đấng Thánh Giá, ta nguyện nơi bước chân người. Ca ngợi Đấng Thế Tôn, ca ngợi Đấng Thánh Giá, chúng ta kết đoàn tiến lên. Phát tâm từ bi đi muôn nơi, rắc rêu tình thương cho muôn phương, đem lại bình an trên thế giới, khắp nơi rực ánh đao vàng. Ca ngợi Đấng Thế Tôn, ca ngợi Đấng Thánh Giá, ca ngợi Phật pháp muôn đời. Ca ngợi Đấng Thế Tôn, ca ngợi Đấng Thánh Giá, muôn phương ánh đạo sáng tươi. Cuộc đời cao sang ấm êm, từ trôi ngai vàng làm vua thế gian. Tình thế như đâu xa, tìm vui trong băng xa. Người ra đi xa không lời từ giá. Rồi bao năm dài phóng sương nắng mưa, rừng sâu miệt mài thành tâm tiến tu. Và đêm trăng thành đó bừng lên bao chân lý, ngàn muôn năm sau vẫn soi sáng đời. Ca ngợi Đấng Thế Tôn, ca ngợi Đấng Thánh Giá, ta nguyện nơi bước chân người. Ca ngợi Đấng Thế Tôn, ca ngợi Đấng Thánh Giá, chúng ta kết đoàn tiến lên. Phát tâm từ bi đi muôn nơi, rắc rêu tình thương cho muôn phương, đem lại bình an trên thế giới, khắp nơi rực ánh đao vàng. Ca ngợi Đấng Thế Tôn, ca ngợi Đấng Thánh Giá, ca ngợi Phật pháp muôn đời. Ca ngợi Đấng Thế Tôn, ca ngợi Đấng Thánh Giá, bốn phương ánh đạo sáng tươi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca
mặt ban tổ chức và thầy chủ trì sơ lược chương trình buổi lễ như sau. Trước hết là buổi lễ chúng ta đang được chứng kiến là buổi lễ cung ninh và cung đón Thánh Thường, và vào tiếp theo đó là vào khoa cúng Phật đại khoa, và tiếp theo đó là chương trình chào mừng văn nghệ, tiếp theo đó là chương trình thả đèn hoa đăng, tiếp theo đó là chương trình tắm Phật. Để thông thay mặt mời cho ban tổ chức và thầy chủ trì thông báo cho các quý vị đại biểu, khách quý và quý Phật tử xa gần chúng ta nắm được chương trình buổi lễ ngày hôm nay. Rồi vào được đến thành công nhiều hơn nữa.
hồ quỳ cũng in mà tay hồi đồng ngũ ba. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đang trong ta từ khi biến sẽ chia niềm đau. Phật đang trong ta từ khi biến nhiếp tâm niệm Phật. Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi. Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xa tan sầu bi. Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị. Phật đang trong ta mình không nói đến câu thị phi. Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi. Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chưa tìm đâu. Tan những lần mê biến chân khổ đau hóa vui tình đồ. Thank you.
công của đoàn. Trải qua bao thăng trầm biến thiên của thời gian lịch sử, nay theo tâm nguyện của chúng sinh, Phật tử đã được tôn tạo xây dựng lại thành Quỳnh Lâm Tự để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh cho chúng sinh. Trong không khí trang nghiêm thành kính, Phật tử chúng con xin dâng hoa cúng dường và mang lời ca tiếng hát cầu chúc cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, đạo pháp trường tồn và chúng sinh an lạc. Mở đầu chương trình là bài hát Phật tử Việt Nam do Phật tử Nam Định cùng với đoàn nghệ thuật Hương Quê biểu diễn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Điểm hân hoan tất cả những người con Phật được kính mừng Phật đản. Phật tử chúng con hôm nay được mang lời ca tiếng hát để dâng lên Phật, dâng lên quý thầy, xin thầy hoan hỉ. Chúng con xin hát bài Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vui thay tâm ra đời, vui thay Pháp được sáng, vui thay tâm hòa hợp, hòa hợp tu vui thay. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được sáng, vui thay tâm hòa hợp, hòa hợp tu vui thay. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được sáng, vui thay tâm hòa hợp, hòa hợp tu. Một lòng chúng ta tiến lên tìm đạo thiêng, cùng làm sao cho đó trên ngài đời đời mát thương, muôn phương thắng luận Phật giáo Việt Nam. Nam thống nhất Phật Nam chúng từ nay đồng tông tay kết lên một đại thiêng. Thank you.
cầu cho mạnh khỏe nhà nhà, luôn luôn vui thôn vui làng, toàn dân đoàn kết hào hùng. Một niềm hy vọng mà tôi nhìn thật dài. Và dưới đây con cung thỉnh quý thầy ra làm lễ an tâm nhập định. Xin cung thỉnh quý thầy. Nam mô Bổn Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay là đúng ngày rằm trăng tròn tháng tư âm lịch. Đó là một cái ngày mà trong Phật giáo chúng tôi gọi là đây là một cái ngày tăng trưởng công đức rất là nhiều. Hàng ngày có thể là những cái ngày bình thường, nhưng đặc biệt ngày hôm nay, mùng 2 tháng 6 năm 2015, đúng ngày rằm trăng tròn tháng tư âm lịch, là một cái sự kiện hy hữu cho toàn thể nhân loại. Đó là kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh. Trong đạo Phật thì đây gọi đây là cái ngày gọi là Vesak. Vesak là ngày lễ tam hợp. Cái ngày này là như Đức Đạt Đa Đạt Ma thứ 14 ở bên Tây Tạng là nói rằng đây là cái ngày tăng trưởng công đức gấp 10.000 lần. Tức là chúng ta làm được bất cứ một việc gì đó thì đều tăng 10.000 lần những ngày bình thường. Ví dụ như hôm nay chúng ta làm điều lành, nói những lời nói hay, nói tốt, nói đẹp đều tăng trưởng công đức. Chúng ta làm điều xấu thì cũng phải chịu cái nghiệp gấp 10.000 lần thì cộng đối mình làm. Cho nên cái ngày hôm nay là cái ngày thật là ý nghĩa, thiêng liêng và cao quý đối với những người đi theo đạo Phật, với đồng bào Phật tử không những ở trên tổ quốc của chúng ta mà trên các hành tinh này. Chào mừng một cái ngày đại hỷ, đó là mừng ngày Đức Phật ra đời. Và đây gọi là ngày tam hợp, tức là Đức Phật ra đời, Đức Phật thành đạo, ngày Đức Phật nhập niết bàn đều vào ngày rằm trăng tròn. Thì hôm nay là một cái ngày đại hỷ như vậy, chúng ta tổ chức được cái quả phúc rất là lớn mà ông cha chúng ta vẫn thường dạy, đó là làm chùa, tu từ, đúc chuông. Đấy là một trong những công đức rất là lớn ở hiện đời này để cho mãi mãi đời sau. Đấy, thì hôm nay quý vị chúng ta đặc biệt là tập phúc, đặc biệt là các vị đại tín chủ đã phát tâm công đức và mình tạo lên hình tượng của chư Phật, chư Bồ Tát để chúng ta cùng thờ, để cho mọi người đến chiêm ngưỡng lễ bái và làm theo những cái hạnh nguyện mà chư Phật, chư Bồ Tát đã làm. Bởi vì hôm nay là ngày Đức Phật đản sinh, chúng ta là những người con Phật cũng nên biết và hiểu được cái ý nghĩa của sự kiện Đức Phật chúng ta ra đời cách đây 2.559 năm. Tức là Đức Phật sinh ra trên cuộc đời này là hơn 2.000 năm lịch sử. Ngài sinh vào năm 623 trước Công Nguyên. Trước Công Nguyên tức là trước khi có cái lịch mà lịch của Công giáo trong lịch sử nói là before Christmas, có nghĩa là sinh Chúa Đức Giêsu, tức là sinh trước Chúa Giêsu ra đời. Và khi mà Đức Chúa Giêsu ra đời tính theo lịch Công Nguyên. Đấy. Trước Công Nguyên tức là trước đó là 623 năm. Trong mỗi con người chúng ta, đấy, ví dụ như hôm nay các quý vị là Phật tử đến
mỗi chùa thì chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa mục đích của một người Phật tử, của một người đi theo đạo Phật. Đấy. Và hiểu được cái ý nghĩa, giá trị, mục đích của Đức Phật ra đời và sự xuất hiện của đạo Phật ở trên thế giới này, trên cuộc đời này. Nên chúng ta là một người Phật tử phải hiểu được cái ý nghĩa, giá trị, mục đích đấy. Chúng ta đến chùa với những điều tốt, với những cái đúng ý nghĩa và đúng với cái mục đích mà ta theo, cái con đường mà ta đang theo. Nhưng mà nếu mà chúng ta đến chùa mà không có tâm này, không hiểu biết đấy, thì chúng ta không đúng với vai trò của một người con Phật, một người đi theo đạo Phật. Người ta hỏi đến chùa để với mục đích gì, để làm gì và hiểu gì về Phật đấy, thì chúng ta phải hiểu được một phần nào đó ý nghĩa của cái việc đến chùa, đi chùa. Thì chúng ta làm được việc thiện, biết tu nhân tích đức, các cụ vẫn dạy là có phúc có phần, đức năng thắng số. Ai có phúc nhiều, có phúc đức nhiều thì sẽ có phần thắng được cái số mệnh của mình. Đấy, ví dụ như nhìn người nào mà xinh đẹp, người nào mà giàu có, người nào mà được an toàn, được hạnh phúc thì đấy là người đó có phúc. Còn người ta nói là vô phúc thì bạc mệnh. Nên chúng ta hãy sống đủ nhân duyên, đủ phúc đức thì chúng ta sẽ được bình an, được hạnh phúc, được tốt đẹp. Để chúng ta hôm nay tổ chức cái nghi lễ An Tâm Hô Thần nhập tuyển và cũng là nhân cái ngày đại hỷ gọi là tam hợp. Và chúng tôi vừa nói là cái ngày này tăng trưởng công đức rất nhiều, đặc biệt một năm chỉ có một ngày này thôi, là Đức Đạt Ma Đạt Ma thứ 14 Tây Tạng, tức là ở bên Tây Tạng người ta gọi là Phật sống, tức là ngài là hiện thân của Đức Phật, lòng từ bi và trí tuệ của ngài thì tuyệt vời. Ngài đoạt rất nhiều cái giải Nobel của hòa bình cho nhân loại, và ngài được tôn vinh là Đức Đạt A Đạt Ma, tức gọi là Phật sống ở bên Tây Tạng. Ngài nói rằng cái ngày này như trong kinh Phật có dạy đó là tăng trưởng 10.000 lần cái công đức. Đức Phật nhân ngày đản sinh thì Đức Phật sẽ ban phúc lành che chở phù hộ cho tất cả các quý vị Phật tử, cho chúng ta được bình an hạnh phúc, được tốt đẹp trong mùa đại lễ Phật đản. Xin lần nữa tán thán công đức của tất cả các quý vị Phật tử hiện hữu tại nơi đây, và tán thán những người đã có công đức bỏ tiền, bỏ tâm ra để mà làm những cái quả phúc như thế này. Mong rằng Đức Phật sẽ phù hộ ban phúc lành cho tất cả các quý vị. Và chúng ta làm phúc thì tin tưởng gieo nhân lành để hưởng quả phúc tốt, làm phúc sẽ được hưởng quả phúc. Chúc nguyện cho các quý vị được an lành hạnh phúc. Làm lễ An Tâm Hô Thần nhập tượng cũng theo nghi thức của Phật. Lễ đại minh bất vi bản thể hồ đang trang bình xích yêu ma vô chướng ngại cấm kết giới chân trời đất âm dương là số vật tuần hoàn, kim cô xét xem thánh hiền là cửa tôn nghiêm, vào ra chớ có coi xem là thường. Đàn là chàng này tùy phương mới mở trên có lời pháp sự khuyên can, dù ai tới chốn đàn chàng ngửa trông phất thánh tòa vàng nguy nga. Điều cho loài sao xa rực rỡ vẻ rồng mấy phượng múa nguy nga, chàng phan tiếp phúc hà xa ai mà cung kính áp đà phúc thêm. Ngài coi xem vi bán lại ra điều khinh mã tốt nhang, luật trời tội ấy phải mang ngắt ngăn chẳng kịp rõ ràng không sai. Tà bàng giám sát ơi ngài chứng minh công đức những lời tấu dâng vật trời năm Ất Mùi mùa hạ tháng tư ngày Phật đản sinh đương đản pháp sự thần xá môn thích tử vâng làm. Thái kiên minh dương duyên sinh tùy lục pháp đàn đạo Phật thánh tựa mây che phù mở phép màu cứu độ dân ta.
dâu em Phật ngự trên tòa độ nhân vô lượng gần xa hương nhà. Trời phó cho thiên tướng hộ đàn chẳng sáu trước như kim cương tam tướng hộ trì thánh văn mô tát thực thì trang nghiêm. Trên kim thiên hương bay chín ve các ngôi nhà ngồi hoa thẻ đỉnh trăm phần ở trời giáng xuất trùng lâm bao nhiêu ma quỷ điểm sấm cõi ngoài. Nay nhờ tín chủ tâm trai phúc lành đưa đến trong ngoài phúc thêm mai ngôi hưu bằng chứng tỉnh những lời tha thiết tấu trình kính dâng. Vẫn trời đắp mất đã ngồi sáng từ ngày tốt ra gương tốt nhưng cũng đàn đàn xã môn tích tư vâng làm. Tình pháp chú lập bàn lê chú tiểu vị đạo tràng ngưỡng bát vân lai tập mà. Thiết sĩ đàn tràng dị biệt minh minh đồng chúc dĩ giao ra pháp nhạc phu trần. Ai ai hương hoa nhi đâu thể hà. Đạo á tràng á dĩ tập mà đại á chúng á ban hành. Lễ chủ trí thành nhất tâm cam ma cách ngà. Điện lấy kiếm trùng kính sứ hậu cả ngọc cánh minh thời. Điện điện trung cổ vượng điện tiền giác giác bản ảo văn chất đế à. Thương thông ca ẩn thương hạ đạt côn duy. Liêu liêu đông triệt sơn hạ lượng lượng kinh giao thế giới. Cùng giá chư phương đông kỳ nơ kỳ thử sứ lòng thành. Định cổ phổ vi chi tâm tập tiêu an vi chi đấng à. Các sinh hoàn ni cộng chứng biên thông. Nghiêm chỉnh y quan tuân thừa Phật sắc à. Như lai giáo hiếu an uy thổ địa long thần chân ngôn căn đương trì tụng à. Nhà ngọc sơn duyên trung linh hương à, thử tạm thổ địa tối ninh à, thần à. Bản đêm diễn diệu chân ngôn à, các chân phương ngôn sinh hoan hỷ à. Nam mô an hỷ địa bồ tát ma tát. Bồ Tát Ma Ha Tát cổ tam thông cung linh thọ phương chữ Phật chư vị hiền thánh tốc giáng đàn chúng.
sai người thường. Vô tình đại chúng khi không đồng ẩm chiêm ngưỡng đại thừa tán khai khoa giáo dung lô nhân ta. Thần biến phóng đại quang minh bất đồng bộ hiện đạo tràng.
Phổ Á Tam Thân Nhi Lâm Pháp Hội Nga Cảm Bằng Đại Chúng Đồng Vận Triều Âm Chiêm Ngưỡng Đại Thừa Uy Quang Nhất Tâm Linh Thành Cha Hoa Vinh Nga. Thảo phương tam bảo chư Phật tế tôn hộ pháp long tiên phụ biện thánh chiến thị nhập kim thời vật xà từ bi quang giáng nguyên viên chứng minh công đức dĩ kim đệ tử chúng đặc kiệt cụ kỳ nghi hương hoa đang trà quà thực đô thân phụ nguyên tiên tử Nam Định Thành Phú Nga Thí Lộc Kiếm Cửa tại số nhà 1842 và Trưng tập số nhà 244 Trần Hưng Đà và một tên Tam Hàm Đồng Thành Phú Nam Định Kinh Nga Gia Chủ Nguyễn Hữu Thành Sinh Ngư Tân Mão Niên Hành canh sau 5 tuổi Thế Áp Phạm Thị Thanh Vân Vĩnh Thân Niên Hành canh sau 10 tuổi Nam tử Nguyệt Mạnh Tuấn Nga ra phát triển 2 tuổi Nói là nữ tử Nguyễn Nga tử Ngọc Linh Nhằm là tuyết viên Nga ba thư tuổi Nguyễn Tử Hô Linh Hương Đính tử Nguyễn Nga mươi tuổi Tiên Nga Thế Tử Trần Nga Thích Thành 45 tuổi Nguyễn Mạnh là Hồ Ba 3 tuổi Kim Ngoại Tôn Trần Thái Sơn Ất Phổ Tiên Mười một tuổi Trần Đức Anh Mậu Tý Niên Tăng tuổi Nguyễn Tinh Nguyễn Nhật Minh Sinh Nhâm Thị Duyên Anh canh 4 tuổi Nguyễn Tinh Nguyễn Thanh Hiền Sinh Hương Thị Sĩ Duyên Anh canh 7 tuổi Cháu Gia Chủ Nguyễn Hiếu Thành Tân Mão Niên sau 5 tuổi Thế Tài Thị Thanh Vân Tín Chủ Vũ Cố Cùng Đạt Trần Nguyễn 42 tuổi Thế Trần Thủy Linh Mậu Ngọ Niên 38 tuổi Nam tử Vũ Mạnh Súng Nhâm Ngọ Niên 14 tuổi Nữ tử Vũ Quỳnh Trang Ất Dậu Niên 14 tuổi Dân Cầu Gia Nội Bình An Công Mã Danh Thành Đạt Thiên Mang Thật Thiên Mang Thật Thiên Kim Mang Thư Tại Nga 18B Mạc Thị Bưởi Thành Phố Nam Định Sáng Thư Thành Phố Niệm Tân Đăng Sinh Cư Chúng Rơi Mạnh Của Cường Phung Hạ Cản Khôn Phu Tai Trường Văn Cảm Phật Thánh Quân Phù Chi Đại Đức Hàn là chữ tai tâm khôi khôi đức bá quần là sinh phúc ta giáng ân là thi hiệu hiệu ân huy thủy chúng thư tư nhân lại tiết lễ đạo kỳ an cẩn phủ sư văn kiền thân thượng tấu cung di nam mô thập phương chư phật chư đại bồ tát kim liên tòa hạ nam mô đạo tràng giáo chủ bản sư thích ca mâu ni phật thanh liên tòa hạ tam giới thiên chủ tư phủ đoàn linh công đồng thánh tế ngọc bè thiên địa thủy thiên tam tòa cung mẫu vũ vị vương quan thâm giai thiên đàng công chúa cung huyết hạ tà hiếu văn co cổ hải nhất thiết vi linh thủy điện cung vọng hồng thủy triều đồng thủy chiêu giang phục nguyện đức đại quốc phủ ân hoàng tế độ giáng phúc lưu ân trừ kiên ta qua thị thần đằng
Gia môn anh tha nhân vật bình an tam tai bát nạn sử vô xâm phạm chi vô bách phúc thiên tường cộng hưởng thọ khang chi khánh. Tại như xuyên chi lộc tựa phân lai nhất thiết sở cầu bạc nam nhớ ý đảng thần là tình bố nhân kích thiết. Bình doanh chi chi cần sở thiên na vật na ất mùi niên. Hạ thiên na tứ nguyệt trung tuần Phật đản sinh nhật. Đệ tử đại vị chư vị tín chủ Phật tử nhân dân thành tâm khấu đầu Hà Nam thượng sư thượng lai văn sơ viên đọc thị chu sơ đối Phật tiền dụng bằng hóa hóa ba con tình thỉnh Phật, thỉnh Thánh và an trấn ngũ phương đã hoàn mãn. Bây giờ chúng ta sẽ cung thỉnh chư tôn đức tăng ni hoan hỷ quang lâm về trước đại tràng. Chúng ta ổn định để chúng ta chuẩn bị vào lần lễ trì chú an tâm hô thần nhập tinh. Đăng chân ngôn tắt điện đi, các vị tắt điện đi nha. Lục tự đại minh chân ngôn nam mô đề bát kinh ngọc hoàn ma đề bát kinh ngọc hoàn ma đề bát kinh ngọc la 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 mô a di đà bà lô ê tê tơ mát ta ra bồ đề tát đoá bà ra ma tát đoá bà ra ma ca lô li ca ra Phật Thế Tu Lát Na Lát Tòa Lát Mô Thất Cát Lý Tòa Y Mông Ma Lý Lá Bà Lô Cát Tê Tư Phật Na Lát Đà Bà Nam Mô Lá Lá Cần Chì Ê Lý Tát Bà Tà Đầu Tô Vọng Á Thể Dục Tát Bà Tát Tà Lô Quang
vật dù nó không chi dấu ác 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 chi mình. Bạn đa nhẹ tử sao ác mắt ác khởi ác mắt cùng ác nhạc tất ác đồ đại ác chúng nó tiền ác thành. Điều mang thai ác mắt ác nhãn ác. Cùng ác kính. Đồng thanh niệm và đức bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật ở đây là thầy.
Hạnh phúc thay Đức Phật ra đời, tìm đi thì hà vô ưu nơ. Ra hoàng hậu thái tử xanh, tinh phan vương vui mừng khôn xiết. Các tỳ la vê dòng đắp ngờ, thiên nữ ngũ công trói nhạc trời. Trăm hoa ngàn dài cánh chân người, bốn phương ba cõi đông Như Lai. Ấn Độ Việt Nam Như Lai hiền, Việt Nam Ấn Độ hiền Như Lai.
bát chánh niệm tình yêu rộng rỡ. Tay trong tay ta nói tình thương, vai sát vai ta kết nên đại sen. Phật rơi vô biên ngân bao tiếng chùa hòa bình. Phật giáo thế giới hân hoan tin mừng. Đại lễ Phật đàn đấng thế tôn. Phật giáo Nam Châu hân hoan tin mừng. Đại lễ Phật đàn đấng thế tôn. Cho con được sống đời an vui, cho
do con đường sống đầy tình tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, con ra đường. Xin Đức Phật Bồ Tát Quan Âm sẽ phù hộ cho tất cả các quý vị được mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và lúc nào cũng đẹp như Đức Quan Âm Bồ Tát. Kính thưa quý vị, và vấn đề liên tục chương trình xin được trân trọng kính mời quý vị cùng đến với tình cảm của Phật tử Diệu Hương qua ca khúc được mang tên Biết ơn Thầy. Một nén hương thơm
thượng giới. 12 nguyện đáng con người đem đến cho đời và niềm vui nhân gian vừa qua cả bên hồ cho con ước hoa bao nói đẹp làm một thượng giới đi đi quan đường nhìn đến cõi cung trong đời quỳ dưới chân người Phật thượng giới con xin chắp tay con xin phát nguyện cho con sống vui trong kiếp con người Phật thượng làm một dòng sơ niêm ni quán với thần người đã khai tâm còn tu tâm tu đời tu đạo từ bi trầm hương tỏa khắp đất trời vì dưới chân người Phật thượng giới con xin chắp tay phật nguyện cho con sống vui trọn kiếp con người làm có thượng giới niềm đi quan thượng phật làm có thượng giới niềm đi quan thượng phật làm có mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người.
kính mong toàn thể các quý vị dù có đi đâu hay làm gì thì đến khi buồn vui chúng ta sẽ đều nhớ về quê hương của chúng mình. Và vấn đề về tổ chương trình thì xin được trân trọng kính mời toàn thể đạo tràng cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Sắc Anh Thành, ca khúc được mang tên Quê Hương, với sự thể hiện của giọng ca Văn Hiến. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng đón nghe. Là chủ thể của người, cho con trèo hai mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về dẫm đường vàng ngày. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con vã trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ, em đềm buôn nước về. Quê hương là câu thế nhỏ, mẹ về non nao nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cao rụng trắng ngoài đêm. Quê hương mỗi người chỉ buồn như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương hạnh phúc mừng thế tôn chấp
trẻ lớn bé